Hello, chào. Đây là chợ lớn. Bây giờ đi ra đường chơi phải không? Chợ lớn buổi sáng. Lúc này tôi có ý định là ra ngoài đi kiếm cái gì đó bỏ vô bụng. Có ý định thì tôi sẽ đạp xe đi một vòng để coi có cái gì ăn. Có lẽ là tôi sẽ đi mua bún thịt nướng. Ra ngoài thì tôi xỏ cái áo nhiều túi. Vào hướng đạo, tôi sẽ ra Nguyễn Trãi, đạp về hướng đông, quẹo vào đường Nguyễn Biểu. Trên đường Nguyễn Biểu tôi sẽ mua một hộp bún thịt nướng chả giò, sau đó ra đường Trần Hưng Đạo rồi đi về hướng tây đến đường Trần Bình Trọng, quẹo đường Trần Bình Trọng, đạp thẳng ra đường Nguyễn Trãi, quẹo về tay phải đi về hướng đông để đến hẻm 69. Vào hẻm tôi sẽ về tới nhà. Tôi đã ra đường Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Trãi buổi sáng. Lúc này xe cộ tấp nập. Ở đây có tiệm 3 o'clock, open 24 hours, mở cửa suốt ngày đêm. Cảnh đường Nguyễn Trãi buổi sáng. Đi thẳng tôi sẽ đến đường Nguyễn Biểu. Ở đây là trường Đại học Sài Gòn. Trường này xây trên sân banh của trường Bác Ái. Trước 75 ở đây là sân banh của trường Bác Ái. Đây là trường Bác Ái. Bây giờ là Đại học Sài Gòn.
tôi đã đến đường Nguyễn Biểu. Quẹo phải, tôi vào đường Nguyễn Biểu. Tôi đang chạy trên đường Nguyễn Biểu. Ở đây có trạm chờ xe buýt. Nếu đi thẳng thì tôi có thể qua quận 8, qua cầu Chữ Y. Tôi đang đến chỗ bán bún thịt nướng. Đi ngang đường Phan Văn Trị. Tôi ghé vô đây mua một cái hộp. Bán cho một hộp bún thịt nướng đi. Đây có mã quét. Đường Nguyễn Biểu. Bây giờ tôi sẽ đi ra đường Trần Hưng Đạo. Tôi ra đường Trần Hưng Đạo. Chỗ này người ta bán đồ. Cây xăng 18 bán vé số. Đi thẳng tôi sẽ tới cầu Chữ Y, quẹo phải đi về hướng Tây, tôi sẽ đi đến đường Lê Hồng Phong, bởi vì tôi ghé chợ Bầu Sen trong hẻm nhà có đám tang, người ta treo cờ để đánh dấu. Đường Trần Hưng Đạo nằm dưới hai hàng cây dầu cao to, do đó tuy tiết trời rất nắng nhưng mà ở dưới mặt đường vẫn có rất nhiều bóng mát. Trường Mai Anh, trường mầm non Mai Anh. Người ta thu giấy. Trạm chờ xe buýt 01.
đi ngang nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Tôi băng qua đường Trần Bình Trọng. Tiếp tục đi về hướng Tây. Nếu đi thẳng hoài tôi sẽ vào khu chợ lớn và đụng nhà thờ Cha Tam ở cuối đường. Người ta chờ xe bus. Xe bus ở đây là một phương tiện di chuyển rẻ tiền và đi được rất nhiều nơi. Trung bình giá vé là 5.000, 6.000. Wow. Hôm nay ngoài đường gió lồng lộng. Ở đây là chỗ gửi xe. Tôi đi ngang Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Thánh Thất Họ Đạo quận 5 và quận 8. Bữa nay có tang, có làm lễ đưa tang. Trước mặt là đụng đường Lê Hồng Phong. Bên đây có tiệm cà phê Nhật Nguyệt, trang trí rất đẹp. Quẹo phải, tôi vào đường Lê Hồng Phong. Tôi đang đi về hướng Nam. Tôi sẽ đến đường Nguyễn Trãi, quẹo phải đi về hướng Đông để tới chợ Bầu Sen. Này là đường Phan Văn Trị. Đường Lê Hồng Phong. Ở đây có chung cư rất là cao. Đá cầy. Tôi sắp tới đường Nguyễn Trãi, đi ngang bánh chiên, dầu cho quẩy, bánh tiêu. Tôi đã đến đường Nguyễn Trãi, quẹo phải đi về hướng Đông. Tôi sẽ tới chợ Bầu Sen. Đèn đỏ thì xe dừng lại. Tôi đã tới chợ Bầu Sen. Tới giờ mua 5.000 đồng tiền bún. Ba
bán 5.000 đồng bún ăn lẩu. Đây là chợ Bầu Sen, người ta lấy con đường nhỏ để làm chợ Bầu Sen. Chợ chỉ bán buổi sáng thôi, trưa là người ta sẽ dẹp. Ở đây có bán khoai lang, khoai mì, bắp. Tôi mua 5.000 loại bún ăn lẩu á. Bún ăn lẩu phải không? Bún ăn lẩu. Bánh tráng nè, cuốn gỏi cuốn. Tôi ra đường Nguyễn Trãi, đây là đường chợ Bầu Sen. Chờ bớt xe tôi sẽ băng qua đường. Tiệm thời trang, xe Apollo. Tôi băng qua đường. Nhà cho mướn, cho thuê. Bên đây là trường tiểu học Bầu Sen. Tôi đang trên đường Nguyễn Trãi và đi về hướng đông. Vừa đi vừa dùng cái điện thoại ghi hình để thấy cảnh xe cộ trên đường phố, thấy cảnh người ta mua bán trên các cái lề đường. Đến ngã tư Nguyễn Trãi, Trần Bình Trọng, đèn đỏ, tôi dừng lại chờ đèn, đổi đèn. Tôi băng qua đường Trần Bình Trọng, chạy ngang tiệm tạp phô Tám Già. Trạm xe buýt, bán xôi,
Tôi đã về đến hẻm 69. Vào con hẻm này thì tôi sẽ về tới nhà. Hello, chào. Tôi đã về tới nhà. Đây là hộp bún 20k mua trên đường Nguyễn Biểu. Bây giờ là bài binh bố trận. Tưởng nước mắm. Đây là bún. Họ cho đôi đũa. Tôi đổ đậu phộng ra. Lấy cái khăn napkin, khăn lau miệng. Trời rất là nóng, ôi bức. Cởi đồ ra. Cởi đồ ra ăn cho nó mát. Spring roll, chả giò. Này, nem nướng. Thịt nướng. Bún với rau. Wow, too much, nhiều lắm. 20k mà rất là nhiều. Quan trọng là phải có nước tương, nước mắm. Ăn bún mà không có nước mắm là hết ngon. Bỏ vô cái bào. Lấy ly cà phê. Vừa ăn vừa uống cà phê. Tôi đang ăn bún, thịt nướng. Bây giờ
Tổng thống Lũng cũng nói về vấn đề bầu cử ở Mỹ. US President 2024, cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ năm 2024. Nem nướng. Bầu cử ở Mỹ là cuộc tranh nhau giữa bà Harris, đó là phó tổng thống hiện nay, với ông Joe Biden, Donald Trump, cựu tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Tức là ông đã từng làm qua tổng thống nước Mỹ và là tổng thống 45. Bây giờ là cuộc cạnh tranh tổng thống đời thứ 47. Uống cà phê. Elon Musk chơi tung tiền ra, ai ký vào cái vấn đề mà công nhận hiến pháp, sau đó là sổ số bốc thăm, người nào trúng được $1,000,000. Bà đã có người trúng và đã phát thưởng. Spring roll, giả giò. Coffee, a ring coffee. Cuộc nói chuyện của hãng Săn Lũng với một khách mời nói về vấn đề bầu cử ở Mỹ. Sạch nướng. Ngon.
20 tao, là 20 ngàn. Nếu tính theo tiền Mỹ thì chưa tới 1 đô. Vậy mà ăn cũng đủ no. Câu chuyện về bữa ăn sáng của tôi. Dư được đôi rũa. Uống cà phê. Lào má. Kết thúc câu chuyện kể vào. Yeah.